Thời gian qua, tại mặt bằng 934 thuộc phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa xuất hiện nhiều xe tải cỡ lớn rầm rập lưu thông qua các con đường dân sinh. Nhiều ngôi nhà nằm dọc tuyến đường, nơi những chiếc xe tải hổ vồ, xe 3 đến 4 cầu chở trên 20 tấn cát chạy qua làm rung nền, ảnh hưởng tới kết cấu ngôi nhà. Hàng loạt vết nứt dài đến cả mét trên tường từ trong ra ngoài và ngày càng nứt nhiều thêm. Đường dây điện, cột điện của các hộ gia đình cũng bị các xe tải nhiều lần làm đứt gãy. Không những thế, các xe chạy qua đây cũng đã nhiều lần cán chết nhiều vật nuôi. Nhiều người khi thấy những hung thần này đều sợ hãi né tránh. Mấy năm nay là còn mấy chục cái anh đi được kia. Mấy chục cái anh đi, bây giờ nhà tôi bị nứt rách, rồi nước nó chảy vào hết, rồi gãy trên tường, rất là trời nước nó đâm ra nhà tầng mà trời như thế là lụt ở trên mái nhà. Cực chẳng đã, các hộ dân ở đây đã mang bàn ghế cũ, xe bò ra đường chắn không cho xe tải chở cát chạy qua. Thế nhưng, các lái xe lại xuống loại bỏ các chướng ngại vật, rồi tiếp tục hoặc lách lên vỉa hè làm lún, vỡ phần vỉa hè. Một số người dân lên tiếng ngăn cản, liền bị lái xe hăm dọa. Ô tô nó 5-70 cái, đôi 30 tấn bây giờ hắn đi trước mặt với tôi không chịu được mà chấn ra thì hắn đánh, hắn chửi. Khi thấy các hộ dân ngăn cản, các lái xe lại chạy sang con đường dân sinh gần đó. Chỉ trong một thời gian ngắn, con đường đã bị nứt nhiều đoạn. Tại các điểm cua xuất hiện nhiều ổ gà do các xe chở nặng chạy với tốc độ cao. Cái đường này hỏng ấy mà ngăn không được. Ăn bao đường của nhà nước nó cứ chạy thôi. Có hôm đến 20 xe luôn, toàn hút xe trọng tải lớn à. Thế mà cứ chạy đấy, bao nhiêu ngàn cứ chạy đường này đi đường này, chỗ này xuống nâng đi, bảy đá đi. Được biết, các xe tải này chở cát từ một bãi tập kết cát từ triền sông Mã thuộc khu phố Lễ Môn, phường Đông Hải đến các công trình xây dựng. Để tiết kiệm nhiên liệu và làm ngắn quãng đường vận chuyển vào các công trình trong thành phố, nên các lái xe cố tình lưu thông qua đây. Sự việc đã diễn ra nhiều tháng qua, nhưng vẫn chưa thấy cơ quan chức năng hay chính quyền địa phương đứng ra ngăn chặn.